Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Cyborg phục dựng tới công chuyện với một cái nét đẹp phong trần. Cái chiếc Cyborg độ hôm nay chắc chắn làm cho nhiều anh em cảm thấy thích thú với một cái trường phái tương tự mê hoặc lòng người với nét đẹp phong trần như nhậm. Ngoài ra, một cách triệt để để khoe những món đồ chơi liên quan đến phần ngoại công, nội công mà cái chiếc Cyborg này đang sở hữu. Để gắn được và khoe được cái trợ lực sườn Hollin thì người chủ phải dứt khoát lựa chọn quyết định hàng phát trợ lực trực tiếp vào phần khung sườn chiếc xe, đồng thời lọ bỏ luôn cái cánh bửng nhằm để lộ cái trợ lực hàng hiệu, vừa tăng cái sự dễ dàng trong quá trình điều chỉnh. Hầu hết các vị trí nhìn nhắm trên cái chiếc Cyborg hôm nay nó được úp carbon và vân tô ong bóng lưỡng, mang tính cái hương hướng của những cái chiếc siêu xe thể thao như Ferrari hay Lamborghini. Không phải cắt gọt quá nhiều chi tiết áo để trang bị cho cái chiếc Cyborg độ hôm nay, người chủ không hề nâng cấp bất cứ cái bộ cụm thắng hay cụm con giá trị nào trên dàn tay lái. Thay đó, anh ta tập trung vào dàn chân nhiều hơn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là cái bộ niệm nhôm SL ASEAN cực kỳ cứng cáp. Hệ thống thắng trước của chiếc Cyborg hôm nay với cửa hiệu của Rainbow Bridge Hybrid để thắng phong cách Moto3, cộng với dầu heo bóng độc S rực rỡ, chứa đựng những cái chiếc nhắc dầu đỏ rực rất đẹp. Một cái công dụng để hàn gắn thay thế phần heo ở dụng trong những cái mùa giải danh tiếng. Tay dắt sau chiếc xe, nhiều chi tiết làm từ hợp kim titan, trông cực kỳ hút phối cùng với cái phần về sau được ốp carbon, đồng thời tôn vinh cái quả biển số suýt được là 48. Với cây vụt sau thì đến từ Hollin đẳng cấp, vừa đem tính hiệu năng nhúng im máy cho phép người dùng có thể điều chỉnh được nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu ở dụng và môi trường vận hành của chiếc xe bao đậu. Còn về động cơ của chiếc Cyborg hôm nay, nó được tối ưu với những món đồ chơi hiệu suất cao, hay được gọi là cái bệ độ 4 món ăn chơi thần thánh với những anh em thích chơi những cái dòng hai thì gồm có mô men sườn MST, lưỡi gạt carbon, IC, BRT hay bình xăng con, Birica, Suco. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng được cái chiếc Cyborg độ cực đẹp nhé. Xe chia hai thì gây sốc người xem với các bạn dọn dàn chân Blitz. Theo như mình tìm hiểu thì cái chiếc Suzuki Sachi cái bản 2 thì hôm nay là đến từ một quảng tình mình ở vùng đất An Giang. Không chỉ sở cho mình cái chiếc xe với dàn làn khối trắng đầy đắt đỏ, mà người chủ hôm nay còn nâng cấp chiếc xe một cái dàn chân nhôm nguyên khối đúng với giá trị ước tính hơn 60 củ. Phần đầu nhẹ nhàng hơn, tay thắng của CAC Rely tích hợp chế độ chấm gãy và có ba chạm. Bên cạnh đặt cái cụm tóc Domino hay gạt trên cúp cán hành trình để bay nhanh hơn. Chàng chân trước có sự cướp mặt heo Rainbow Moto3 hai bánh xứng đem tới được phanh mặn hơn cho xe hôm nay. Đi kèm với dầu heo xám bấm đầu, kết nối rất là bắt mắt. Chi tiết thắng có cái tình cà phờ tiếp đến, ước tính lấy đi người chủ hơn 40 triệu, chưa gồm mức giá của mâm và công nghệ chế cháo. Ngoài cái bộ cấp theo nguyên bản của dòng Sachi 120 thì em ấy còn có giá trị hơn rất nhiều khi đặt cạnh cái con heo của Rainbow Bridge Hybrid đã xứng, đi cùng sẽ dầu heo bấm đầu 90 độ, ôm nhẹ và có thế cấp để hướng tới phần bên đạp Rainbow. Trong khi hệ thống chia sau là phục Hollin bình dầu rời, một sản đến từ bên Thái, nổi tiếng với cái tông màu vàng riêng biệt, rất khó nhầm lẫn với dòng sản khác, đem đến khả năng đàn hồi nhẹ nhàng, y máy, chống rắc khi bột của tàu cao. Điểm nhấn quan trọng cho bản hôm nay chính là bộ mâm CNC nguyên khối, đến từ của XR được sản xuất dành cho cái dòng X100 sử dụng. Mức giá thị trường khoảng 5 triệu một cặp, được tinh chỉnh chế chấm làm lại cho cái thân xác dòng hai thì chế định hấp dẫn hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.